Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Khởi nghiệp TV. Và trong cái số trước thì mình đã quay một cái video về chủ đề nuôi dê của chị Kiều ở huyện Buôn Đôn. Thì có nhiều bạn đã quan tâm đến cái mô hình nuôi dê này, đó là về cách kỹ thuật làm chuồng trại như thế nào cho nó đạt hiệu quả và cách chọn con giống ra sao. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ xoáy quanh hai cái vấn đề đó để cho các bạn có thể tìm hiểu. Và hôm nay mình đã liên hệ được một cái trang trại nuôi dê cũng khá là bài bản của anh Minh. Đây là anh Minh các bạn. Chào tất cả mọi người. Dạ, đây là anh Minh, chủ của cái trại dê như các bạn đang thấy như thế này. Thì ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn tham quan cái trại dê của anh Minh để tìm hiểu cái kỹ thuật làm chuồng trại cũng như cách chọn con giống như thế nào cho người mới bắt đầu khởi nghiệp, để các bạn có thể mà nắm rõ cái vấn đề này để mà tiến hành chăn nuôi. Anh làm cái trang trại này em thấy là khá là bài bản và khá là đẹp anh Minh ạ. Thì không biết là cái trang trại của mình anh xây dựng được bao lâu rồi anh? Cái này thì xây dựng được 5 năm rồi. Trước đây thì anh nuôi cũng 20 năm rồi, nhưng mà làm chuồng kiểu khác. Bây giờ thì công thức mới thì làm cho nó bài bản, chăn nuôi cho nó được hơn thì phải làm cho nó bài bản lại một tí. Dạ. Anh Minh chia sẻ đó các bạn, thì khi khởi nghiệp lên thì cái mô hình hồi xưa cũng nó chưa có bài bản đâu, nhưng mà từ khi anh nuôi anh thấy cái hiệu quả kinh tế nhiều thì bắt đầu anh mới đầu tư cái chuồng trại nó bài bản như thế này các bạn. Mình vào thấy khá là đẹp và nó sạch sẽ, có quy mô. Ở đây là có hai dãy chuồng như thế này các bạn nè, bên đây một dãy và bên đây cũng là một dãy, ở giữa thì có cái đường luồng nhìn rất là gọn. Anh làm cái chi phí này khoảng hết bao nhiêu tiền anh Minh? Nói chung là chi phí thì cũng trên dưới 100 thôi. Dạ, của mình được bao nhiêu mét vuông anh? Cái này tổng là diện tích là 200 mét vuông. Dạ, khoảng 200 mét vuông hả? Dạ. Dạ, thì anh có thể chia sẻ với bà con á, là khi mà mới đầu làm chuồng dê thì mình nên là lưu ý những cái điều gì và nên làm cái chuồng sao để mà đạt cái hiệu quả nó tối ưu nhất. Anh Minh có thể dẫn em đi tham quan trại của anh và chỉ ra những cái kinh nghiệm, những cái cách về làm chuồng á, và sao cho nó đạt hiệu quả anh Minh. Trước hết mình làm chuồng thì cần là phải cái chỗ mà chỗ ăn rồi cái chỗ sinh hoạt là nó sao cho nó tiện. Trước hết cái chỗ ăn á, thì bà con anh em mà nếu mà muốn làm á, mà để cho nó ăn mà hợp lý á, thì cái máng là phải làm cho nó hợp lý. Ý là mình làm chiều rộng của nó, dê là nó diện tích rộng thì nó không cần thiết đâu, nhưng mà cái diện tích để ăn, đứng ăn mới quan trọng. Nó đứng ăn là quan trọng nhất. Chẳng hạn như giờ đây bề rộng của nó thì chỉ cần cỡ tầm 2m2 thôi, một gian chuồng này cỡ tầm 2m2 thôi, là cái chiều rộng từ vách từ này bên này qua bên kia là cỡ 2m2 thôi, là từ đây qua đến vách kia là khoảng 2m2, qua kiểu phụ bì của cái diện tích sàn dê ở là cỡ 2m2. Nhưng mà bà con làm hai máng thì chiều dài của nó ví dụ 2m2 mà chiều dài một gian cỡ 5m đến 6 mét thì nó ở có thể là được 40 con. Là em thấy là như đây là một cái từ cái vách này đúng không anh Minh? Từ cái vách này qua, vách này qua cái vách đây, qua cái vách này là khoảng 5 mét nè các bạn. Đó, qua tới cái vách này là khoảng 5 mét, chiều dài là một ô. Thì nuôi được 40 con hả anh Minh hả? Dạ, nếu nuôi được 40 con. Dạ, còn cái chiều rộng từ đây qua bên kia thì khoảng 2m2. Khoảng 2m2 là trong cái lọt lòng á, còn máng là một bên ra 50 phân nữa. Dạ. Thì ở đây là em thấy anh là bố trí hai bên là hai cái máng ăn về cho tiện, có thể là dê ăn bên này cũng được, hoặc là ăn phía bên kia cũng được đúng không ạ? Dạ. Ý là nếu mà dê nhiều mình nhốt ở trong nhiều thì nó ăn, lượng ăn là phải cho ăn hai bên luôn. Dạ. Làm thì nếu mà bà con muốn làm á, thì ví dụ từ cái mặt sàn, từ cái mặt sàn mà lên tới chỗ mà nó chui ra để cái máng mà để chui ra ăn á, là tầm khoảng 40 phân. Cái chiều này là khoảng 40 phân nè. Không, ý là chiều chiều mà từ mặt sàn mà lên tới cái mặt mặt miệng máng là cỡ tầm 40 phân. Vì là nó cao tỷ lệ do dây con nó khỏi chui ra. Mà còn cái máng là chiều rộng của nó là uống đường kính của nó là cỡ chừng tầm 50.
đường kính 50 là mình băng tôn là nó vừa gọn cái máng, mà nó ăn là nó ăn hết, nó không rộng cái máng. Nếu mà làm rộng quá thì nó ăn là nó lò cái đầu ra, nó ăn không hết được cái cổ. Dạ. Cho nên là nó làm kiểu này là nó tiện hơn, vì là nó ăn là nó voi ra tới được ngoài cái miệng máng ngoài này luôn, nó ăn được. Còn mà mình làm rộng quá thì nó vừa chiếm diện tích mà vừa lại nó kiểu nó ăn nó không hết được ở phía ngoài, là nó lại cao 40 phân. Còn từ mà cái chỗ hở đây mà để cho dê nó thò đầu ra ăn thì tầm cỡ 16 phân. Chứ rộng quá cũng không được, vì rộng quá thì dê con nó dễ chui ra, mà lớn hẹp quá thì dê khi nó trưởng thành là nó chui ra ăn không vừa, là cỡ tầm 16 phân. Còn trên này thì mình ưa làm bao nhiêu phân nữa thì làm, cái trên trắng đây thì tùy thôi, tùy tùy thích. Nói chung là cao. Cái khung này là yêu cầu là cỡ độ hở cỡ 16 phân, 16 phân lọt lòng á. Dạ. Ý là cái 16 phân lọt lòng, còn cái thanh này tính không tính ấy, thanh cỡ tầm thanh 4 phân nữa là 18 còn phân. Còn phía dưới cái máng đây nè anh Minh là cái ý là cái dưới cái máng này á, thì mình phải nên là hàng thêm hai cái trắng, vì con dê nó hay ăn xong là nó hay nằm. Yeah. Mà nằm mà mình không làm đây là nó sẽ lọt ra. Yeah. Lọt ra ngoài, cho nên là mình tầm ở đây là cỡ tầm 7 phân đến 8 phân là mình hàng một cây. Yeah. Từ mặt sàn lên là 7 đến 8 phân là mình phải hàng một cây. Yeah. Đó. Cho nên là nó ấy, còn mà sắt thì nên các bạn làm máng thì ra tiệm sắt là uống sẵn mấy cây là 3 chuông hay là 2 chuông gì đó, uống theo đường kính nó 50 rồi về thở nó cắt ra rồi nó làm là vừa đẹp. À, cái thanh sắt này cỡ 2 vuông hoặc 3 vuông là uống cái đường kính là 50 thôi. Đường kính 50. Dạ. Đường kính 50 là về cắt ra là bỏ thả tôn này là tâm tôn là 60 là vừa khít bề mặt luôn. Dạ. Có đồ cong nữa là vừa xít bề mặt. Dạ. Còn cái cây chống thì mình nên chống ở dưới chứ đừng có níu lên trên, mà nó vướng khi mình bỏ lá là nó vướng. Cây chống máng là mình phải chống ở dưới. Dạ. Chống dưới như vậy. Đó, hay nè. Hơn là neo ở trên đúng không? Neo ở trên thì nó bị vướng khi mình bỏ đúng cây rồi. Lá là nó bị vướng, mà yeah. mình dọn chuồng trại là nó bị vướng. Yeah. Cho nên là trên này là mình phải để một cái thông thoáng để nó, để khi mình quét dọn cho nó dễ là một cái, thứ hai là khi bỏ lá là khỏi vướng cái cây trên này nữa. Dạ yeah, đúng rồi. Mình làm cây chống là làm cây dưới cho nó ấy. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Còn mà riêng cái mặt sàn á thì mặt sàn thì bà con cứ đóng là làm sao muốn mà cho nó chắc ăn. Yeah. Thì phải cách cái đà này qua đà này là tầm 50 thôi. 50. Yeah, 50. Rồi. Đà này qua đà này 50. Còn cái độ hở của nó thì cứ mình đúc vừa cái ngón tay mình vào là mình đóng hở là vừa. À, em là có vừa thể đẹp. Anh có thể dẫn mọi người lên trên sàn để coi kỹ hơn xíu được không anh? Dạ. Yeah. Thì ý là nếu mà lên sàn thì ấy. Dạ. Yeah. Mình sẽ dẫn các bạn lên cái sàn dê luôn cho các bạn coi trực tiếp, để các bạn có thể mai mốt mà nếu mà muốn làm chuồng á thì có thể làm theo như anh Minh, kiểu anh Minh, để nuôi cho nó hiệu quả. Đây là sàn dê là mình đóng sao mà cứ vừa cách sọ ngón tay mình vừa lọt xuống nè. Dạ. Lọt xuống cái ngón tay là mình đóng. Mình dạ. làm cái cờ sao mà cứ ngón tay mình vừa lọt là mình đóng. Dạ. Là vừa cả dê con mới sinh ra nó cũng không lọt chân mà vừa cả phân nó lại lọt sạch sẽ. Dạ. Còn chủ yếu là cái đà là mấy bạn nếu muốn đóng đà thì cứ cách 50 đóng, chứ đừng có cách xa quá thì nó mau gãy cái này. À, cái đà này thì mình nên làm bằng gỗ đúng không anh? Đà này thì nên làm bằng gỗ. Yeah. Vì đà này là nó nước đái chịu lực, nước đái với lại phân lâu ngày thì mình nên làm bằng gỗ, vì nó gỗ thì nó tốt hơn, không có bị rỉ sét. Không bị rỉ sét như sắt. Còn trên này thì mình làm sắt. Yeah. Những cái đà thì à, đây là toàn cảnh cái trại dê của anh Minh các bạn. Hai bên thì bố trí hai cái máng ăn như thế này. Thì hồi nãy ảnh có chia sẻ là cái đường kính của cái máng là khoảng 50 phân. Các bạn có thể uống cây sắt 2 vuông hoặc là 25 vuông uống ở dưới. Rồi mình sẽ bắn cái tôn lên trên như thế này để mà làm cái máng ăn cho nó. Và cái cây chống thì anh Minh chia sẻ là nên chống dưới chứ không nên chống trên. Một cái ô có diện tích là
chiều này đến chiều kia là khoảng 5 mét, chiều rộng là 2,5 mét, thì một ô như vậy nuôi khoảng được là 40 con, đúng không anh? 40 con. Dạ. Là cái đồ ăn của hai bên, là hai máng hai bên thì anh nuôi 40 con. Dạ. Nhưng mà mình ăn một bên thì chỉ nuôi được 20 con thôi, vì cái khi nó thò đầu ra ăn này nó không, đúng rồi, không được ấy, chứ diện tích nó nằm thì nhiều lắm. Nếu mà diện tích mà 2,2 mét này mà dài 6 mét này thì nó nằm thì cũng cả 50-60 con, nhưng mà nó ăn nó không có chỗ. Dạ. Không có chỗ ăn, mà nếu mà ăn cả hai bên á thì nó thức ăn thì nó tiện hơn. Dạ, nó sẽ chia cái mặt đồ. Dạ. Dê ra. Nó còn làm cái máng nước thì mình nên ví dụ cái cách cái này qua cái kia, cái ngăn này qua ngăn kia thì mình nên làm chia đôi giữa đó, cho nên là mình nhốt được là cả hai bên là đều uống nước được. Dạ. Đó là ví dụ máng nước thì mình cùng hàng theo y như cái máng kia vậy, rồi mình canh sao cái thùng mình bỏ như thế nào đó thì mình kê lên thôi. Dạ. Nó cũng đơn giản y như ấy. Dạ. Đây mình sẽ dẫn các bạn ra cái máng nước ha. À. Đây các bạn. Đây là cái máng nước. Máng nước khi mình ngăn hai bên này ra, mình ngăn dê ra hai bên thì cái máng nước thì mình làm ở giữa. Dạ. Giữa đây thì vừa bên này uống cũng được mà vừa bên này uống cũng được. Dạ. À, ở đây một để mà tiết kiệm cái chi phí để làm cái máng uống thì ở giữa cái vách ngăn như thế này thì anh Minh sẽ chia một cái máng uống để sao cho hai chuồng có thể uống chung một cái máng, để mà tiết kiệm chi phí. Con dê nó sẽ chuồng bên này, nó sẽ lòi đầu ra bên này để nó uống, và chuồng bên này cũng vậy. Đó là cái máng uống này thì anh Minh sử dụng là bằng một cái thùng phi nhựa cắt đôi ra như vậy để nó khỏi bị rét khi mà tiếp xúc với nước, đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đây là nếu mà ấy là làm bằng nhựa thì tốt hơn. Dạ. Đó, còn dê thì cái máng thì mình làm thì nó cũng như vậy đó. Dạ. Còn các bạn muốn nuôi dê cho nó đạt năng suất nữa thì chọn những con giống nào mà nó tướng tá, nó to, nó đẹp, hàng chân cặn đồ nó to thì dê nó to thì sao không có sức, mà mình chăn nuôi, mình nuôi thì nó cho ăn cho lượng thức ăn cho nó đầy đủ thì nó dê có sức thì khi đó nó mới sinh đẻ được tốt. Dạ. Yeah. Có sức thì khi nó đẻ thì nó nhiều dinh dưỡng, thì nhiều sữa thì nó đẻ tốt thôi. Dạ. Yeah. Còn con giống thì mọi người thì tùy chọn theo cái sở thích của mình thôi. Yeah. Vì là mọi người theo tôi kinh nghiệm á, thì con giống như con giống bo lai như bây giờ á, thì nuôi đạt năng suất hơn con giống bạch thảo hồi xưa, vì là nó đạt cái ký hơn, nó to xác hơn, nó đạt to cái xác thì nó không to hơn, nhưng mà cái có bề ngang nó to hơn. Dạ. Cái giống nó là cái bề ngang nó lớn. Dạ. Nên là nó nhiều thịt, nhiều thịt mà nó ấy, chứ còn to hơn thì mình chưa nói, nhưng mà cái bề ngang nó to hơn cho nên là nó có số ký nó nặng hơn. Vậy là theo em thấy hình như cái trại của anh đây đang nuôi chủ yếu là dê bo lai thôi, đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Hàng bo lai. Dạ. Vì là cũng bà con là cũng không nên nuôi, nếu mà muốn nuôi mà nuôi ấy thì nuôi bo thuần chuẩn thì cũng có thôi, nhưng mà cái giá thành nó cao quá, giá tiền nó cao quá, khi mình cung cấp ra cái lượng thịt thì nó cũng không đạt tiêu chuẩn mấy đó, vì là lâu thu hồi vốn. Còn mà mình nuôi cái bo lai này là giá tiền nó chỉ cao hơn dê thịt là 5-10 giá đến ấy thôi, cho nên là nó cũng dễ là mình thu nhập lại, dễ nhanh lấy lại vốn, nhanh lấy lại vốn mà. Yeah. Khỏe. Chứ còn mà giờ mình nuôi dê cảnh thì mình chọn những cái con mà dê đẹp mà theo cái bề ngoài thôi thì cũng không ăn thua gì, vì là giá tiền nó cao mà mình sau mình nuôi cũng chưa chắc là được thành công á. Dạ. Cho nên là mình nên nuôi, bà con mà mới nuôi thì nên nuôi những cái loại bo lai này thôi, nó chỉ cao hơn giá thịt 10 giá đến 20 giá thì nó lại mình nuôi nó có cái rủi ro thì nó cùng mình cũng không lỗ. Dạ. Chứ còn mà nuôi mà chọn dê đẹp quá mà về nuôi theo cái thị trường mà họ chọn dê đẹp thì nó giá cao, về mình nuôi thì nó lỡ nó có rủi ro thì nó cũng ấy. Dạ. Con dê thì nó cũng ít rủi ro. Dạ. Nhưng mà có ai là nó về hay bị là chướng hơi đầy bụng, rồi nó bị các thứ, là chẳng hạn như là bị sổ mũi về đường hô hấp. Dạ. Thì là nhiều.
mỗi lần trời trở rồi thì nó hay bị theo đường hô hấp thì nó hay ấy, nhưng mà hô hấp thì mình mua thuốc hô hấp về chích thì nó còn lành liền à. Dạ. Còn cái chiều cao sàn á anh, từ dưới cái hộp đựng phân này nè anh Minh. Dạ dạ. Tới cái mặt sàn thì theo kinh nghiệm của anh á thì làm khoảng bao nhiêu là vừa anh Minh ha? Ý là theo kinh nghiệm á thì cái mặt sàn thì cũng đóng vừa thôi, chứ cũng không cần cao quá thì nó cũng ấy. Nếu dạ. mà từ mặt sàn mà xuống mặt đất thì mình nằm cả tầm 80 phân đến 1 mét là được rồi. Để mình tiện cho cái việc dạ. hút phân đúng không anh Minh? Đúng ấy, là còn mà nếu mà bà con mà có thì đất đã cao thì mình múc một sâu xuống cả tầm dưới cả chân đồi tầm 50 phân. Dạ. Rồi mình đứng đi xung quanh này thì nó tiện hơn, rồi mình 50 phân với lại cao lên thêm dưới trên đây cả 70 phân nữa là cả 1m2 là lên tới mặt sàn. Dạ. Tầm 1m2 là nó dê là nó đã thoáng rồi. Dạ. Mà bà con tùy bà, mỗi bà con nó khung viên đất nó khác nhau cho nên là tùy xây. Chứ theo như mình rút kinh nghiệm á thì dưới cái sàn chuồng á không nên láng. Vì láng là nó sẽ thời gian nó bốc, nó không rút được nước đáy là nó sẽ bốc lên lại, mà bốc lên lại là dê nó dễ sinh bệnh nhiều hơn. À vậy là cái hộp này là mình, cái hộp chứa phân này là mình nên để là cái nền đất thôi đúng không? Để nền đất. Chứ dạ. không nên láng, vì là láng thì nó phải quét dọn hàng ngày thì nó khổ hơn. Dạ. Mà còn mình để vậy thì nó đỡ rút xuống dưới thì nó đỡ phải hôi. Dạ. Mà mỗi lần lấy phân thì bà con nên, nếu mà muốn sát trùng sát khuẩn thì nên rắc vôi rắc ấy, rồi mua thuốc sát trùng bơm lên rồi xong rồi lại nuôi lứa khác. Dạ. Cứ vậy thôi, chứ còn mà giờ mà nếu mà dưới mà mình láng á, là nó bốc lên lại, nó không rút được là nó bốc lên lại, bốc ngược lên lại là cái mùi hôi thối là nó hôi nhiều lắm, nó hôi xa xung quanh mình nuôi người ta cũng ảnh hưởng tới xung quanh nữa. Dạ đúng rồi. Nói chung lại là nó không xung quanh là người ta họ ảnh hưởng, là họ kiện cáo rồi nó mất công là lại không nuôi được. Cái còn phân dê này anh hốt ra anh bán hay là anh nghĩ là cái này thì anh cũng có khi thì bán, mà cũng có khi thì để bỏ vườn thôi, nhưng mà đa phần là bán, vì phân dê giờ bán cũng có giá lắm. Bao nhiêu ý là một bao giờ 70.000 một bao, tự người ta hốt đó. Tự người ta hốt là 70.000 và wow, có giá ha. Dạ và em thấy là cũng khá là kinh tế, cái tiền phân dê này cũng đủ. Đúng lại là một năm mà nếu mà nuôi nhiều là phân dê cũng bán được 20-30 triệu á, chứ không ít đâu. Cũng đủ là chi phí điện nước cho phục vụ cho chuồng trại của mình. Thì ở đây mình thấy nè các bạn, ở đây á, là những cái trụ này nè, là anh trụ mình... này thì nếu mà bà con có điều kiện á thì nên mua trụ bê tông luôn dựng lên, mà không thì nếu mà muốn làm bài bản mà làm bằng sắt thì cứ mua bê tông. Rồi mua cái ống nhựa này, cái phi cái này cỡ 140, phi này phi 165 này. Phi 165 này đổ xuống bỏ sắt cái ve ở giữa, rồi xung quanh bẻ cái ve cho nó vằn ra hai bên. Yeah. Đào sâu xuống cả dưới cả chừng độ tầm 30 phân, đổ bê tông xung quanh cho nó chắc, xong rồi mình lên trừ cái ve này đây, rồi lên mình ưa làm trụ kiểu này lên hàng thêm vô nơi cái ve này thôi. Dạ em thấy là cái này cũng vừa tiết kiệm chi phí mà cũng khá là hay, cũng đơn giản thôi. Dạ, chứ không ai nó cũng gọn nhẹ. Còn ai không nó nữa, không cần mua ống nhựa này thì cứ bịch kéo tôn lại quấn lại đổ từng trụ thôi. Dạ. Đổ trụ trước hết, muốn làm là đổ trụ, mình chia ra ví dụ một gian bao nhiêu mét thì mình cứ đổ trụ cái đã. Dạ. Đổ trụ trước rồi bắt đầu là mình trừa ve nó cho nó qua trụ cả tầm 15-20 phân, rồi cứ để đó mình coi, xong bắt đầu mình mới thả đà lên cho nó ấy. Dạ. Mình thả đà, khi mình bỏ đà rồi là mình lên rồi mình ưa trên này, mà chiều cao của trên đây thì cũng tầm 2,5 m là được. Khoảng 2,5 m chỗ thấp nhất đúng không anh? Dạ, cứ thấp nhất là 2 m đến 2,5 m là vừa rồi, chứ cũng không cần là phải cao quá đâu. Cao quá thì cũng không ấy, mà thấp quá thì nó hơi nóng. Dạ. Về mùa nóng thì nó hơi nóng một tí. Dạ, em thấy cái trại của anh khá là thoáng. Tầm 2,5 m là được. Dạ. 2,5 m là từ cái mặt trụ này mà lên là hoặc là từ mặt sàn này mà lên thì tầm 2,2 m đến 2,5 m là được rồi. Dạ. Là cái bề thấp đó, còn cái đôn lên thêm mấy cái nóc thì lên thêm cỡ chừng độ tầm 6-70 nữa. Dạ.
Thì nói chung lại là mình cũng tùy mỗi người thôi. Còn người ta theo tôi kinh nghiệm thì làm chuồng trại mà bài bản thì chăn nuôi dê nó lại ít đau ít bệnh. Mà nó lại khỏe cái khâu mình cho ăn cho uống là nó ấy, mà về mùa mưa mùa lạnh thì con dê nó cũng được ấm áp mà nó được sạch sẽ. Còn nếu mà mấy người có điều kiện thì cứ làm chuồng cho bài bản thì nuôi con dê thì nó cũng năng suất cũng cao. Nói chung là bình quân một tháng thì một con, bình quân nếu mà mình nuôi số lượng nhiều thì cũng một con lên được 3 kg thì đến 4 kg thì cũng được. Thì mà trong 100 con thì có lên là một tháng nó lên 3-4 tạ thì nó cũng có mấy chục triệu rồi. Em thấy như cái vách bên kia là anh không có thân lại, anh để trống để cho mà nó thoáng mát đúng không anh? Đúng, để cho nó thoáng, nó cũng phải có một cái vách để cho nó một mặt thoáng để cho nó nhiều khi nó lùa cái hơi phân, hơi nước đái rồi cho nó đi bớt ra, không là mình làm bí quá thì nó cứ bốc ngược lên lại là con dê nó nằm rồi nó sẽ hít. Đúng hít rồi. Vô thì nó hay bệnh. Mình phải làm cho cũng có, tuy là nó lạnh nhưng mà mình che cái hướng nó cỡ một nửa thôi chứ không che hết đâu. Ví dụ khi mùa lạnh thì mình có thể phủ bạc xuống đúng không anh? Mùa lạnh mình căng cái bạc xuống thôi. Điều kiện phủ bạc thì phủ bạc, mà còn không phủ bạc nó cũng được chứ cũng không phải là nó ấy đâu. Vì là theo như anh đây thì bao nhiêu năm rồi thì nó dê nuôi kiểu này thì nó cũng được, nó không ảnh hưởng mình gì lắm. Không ảnh hưởng. Chủ yếu là cái mùa lạnh là mình cho ăn cho nó dinh dưỡng cho nó đầy đủ hơn một tí. Thì nó có thể là nó lướt qua bệnh hết, nó lạnh nhưng mà mình cho ăn đầy đủ thì nó con dê nó được ấy hơn. Nó khi nó dê trong người nó ăn no thì nó sẽ nằm thì nó không ấy thì nó cũng ấm áp thôi chứ không bạn viện. Cái dê mà khi đông là nó nằm là nó hay dồn lại với nhau, mà nó nằm có cái hơi với nhau nó cũng có hơi ấm chứ không phải là nó nằm riêng rẽ ra từng con thì nó ấy. Còn trong một cái diện tích ô chuồng này á, khi mà ví dụ những con dê mang bầu với lại những con dê mà thịt á thì anh nuôi chung hay là nhốt riêng hay như thế nào? Ý là nhốt riêng chứ, ý là con nào bầu to mà đẻ hoặc là mẹ đẻ đang giận con rồi nhỏ thì mình cho nhốt riêng. Vì trong cái các ô này là mình cũng có ngăn theo từng ô, một ô cách nhau 3 mét là mình ngăn một ô. Cứ đây là ví dụ từ ô này qua ô kia 3 mét nó có cửa nẻo đàng hoàng, cho nên là mình khi mà mình nuôi theo dê lứa thì mình thả chung. Nhưng mà khi mà nuôi dê mà sinh sản á thì mình phải tách riêng ra. Tách riêng ví dụ là 5 đến 10 mẹ là một ô vậy, 5 10 mẹ đến một ô vậy. Nó ở theo một từng ô riêng của nó. Còn trong một ô đó thì máng liền với nhau đây rồi. Thì nó ăn thì ô này thì ăn qua ô kia, nó ăn mình bỏ lên trên điều trên này là nó cứ ăn thôi. Như mà cái dòng dê bo này đó anh Minh, thì thời gian mang bầu á với lại thời gian đẻ thì khoảng 1 năm được mấy lứa ha, anh Minh nhỉ? Nó cũng như mấy các loại dê khác đó thôi. Nếu mà mình nuôi sung túc thì nó cũng 1 năm 2 lứa. Nó mang bầu thì 5 tháng giống như nhau hết. Nhưng mà mình nuôi tốt thì nó tầm cỡ tầm 2 tháng, từ tháng rưỡi đến 2 tháng nó mới đi đực lại. Nó mới đi giống lại. Vậy là mang bầu 5 tháng. 5 đẻ tháng ra xong là đẻ ra cỡ tầm tháng rưỡi đến 2 tháng là đi giống lại. Nó mới đạt cái hiệu quả. Chứ còn mà cho mình cho đi giống sớm quá, cũng có con là có thể 1 tháng là nó đi giống, nhưng mà mình cho sớm quá thì con dê nó cũng không được. Mẹ đang nuôi con còn non quá, nó đang bú nhiều quá thì cái lứa sau con nó không được tốt lắm. Ý là khi mình cho ăn nó khi con kia nó cái lượng bú nó ít lại rồi, bắt đầu là nó khi nó mang bầu lại thì có sữa non thì nó lại đỡ bớt, con mẹ nó có sức hơn. Với lại mình cho ăn đầy đủ nữa thì nó lại có sức, thì nó con dê lúc nào nó cũng mập mà con nó nhanh lớn. Mà nó chừa lại trong bụng thì nó cũng đỡ cái phần là con là bị suy dinh dưỡng. Chứ mình cho chừa sớm quá thì nó lại vừa con nuôi con ngoài mà vừa nuôi con trong bụng nữa, rồi mẹ ăn không đầy đủ cái là con dê nó bị suy. Mà con suy là nó hay sinh bệnh tùm lum hết
Thì ở đây là em có thấy là anh có những cái bao cám này để Dạ. mà làm thức ăn thêm cho dê hay sao anh Minh? Dạ, cái này cám là cũng thức ăn thêm cho dê. Một ngày nếu mà mình chăn nuôi thì đúng là một lượng con dê, nếu mà giờ mà cái nguồn lá không thì chắc cũng không đầy đủ đâu. Dạ. Nó phải có thêm ít thêm tinh bột, mà tinh bột bắp hoặc là cám gì cũng được hết á. Đây là vừa có bắp vừa có cám, mà cám một con bình quân một ngày cỡ 1 lạng đến 2 lạng là được. Cái cám này là Chứ cám riêng cũng cho mình dê cũng hay không là nên cho ăn nhiều không. Cái cám này là vừa heo vừa dê vừa bò luôn, cái nào ăn Dạ. cũng được hết á. Là liều lượng hồi nãy anh nói sao anh có Ý thể là chia một sẻ liều lại? lượng thì một con bình quân ăn một ngày 1 lạng đến 2 lạng thôi, chứ ăn nhiều quá cũng không không tốt. Dạ. Vì nhưng mà mình cho ăn cần là ăn cái đều, Dạ. cho ăn đều trong ngày. Ví dụ chẳng hạn như là một ngày bình quân con ăn cỡ tầm 2 kg cỏ với lại 2 lạng cám Dạ. là được rồi. Còn mình có thêm thức ăn gì khác nữa thì mình trộn thêm cho nó ăn thì cũng tốt thôi. Dạ. Chẳng hạn như là giờ người ta họ thị trường họ bán hàm rượu này, hàm bia này, bả đậu này, Dạ. cái Cái bả hàm đậu nành đúng không anh? bả đậu nành này, rồi Dạ. mình ưa thì mình cho ăn thêm con ngày nửa ký nữa thì cũng được thôi, Dạ. nó vẫn tốt mà. Dạ. Cái hàm bia, cái bả bia là nó vẫn tốt mà, Dạ. Thì như bả bia với ấy là nó vẫn tốt, nó cũng đầy đủ chất trong đó, nó cũng đạm với lại các thứ, nó cũng có một một số trong đó, cho nên là con dê nó giảm cái lượng lá lại mà mình lại nuôi lại đạt năng suất nó cao hơn. À, vậy là ngoài cỏ này, lá keo, các loại lá, À, cám thì mà có thể là cho ăn bả bia, bả bả đậu nữa bia, các bạn. bả đậu Dạ. đó, như dê ở nhà đây đang ăn bả bia này mà nó vẫn mập đẹp như này này. Dạ. Cái bả bia đó là mình mua ở đâu anh Minh? Ý là bà bia công ty bia rồi nó bán ra thì mình cần tìm những cái người đó liên hệ, Ví dụ như vì ở là thị nó trường. cũng có đăng lên mạng đó, À, thị dạ. trường thì nó tìm lên mấy cái phay phay rồi vô trong hội chăn nuôi là nó cũng có nhiều cái rồi nó vô nó bán Cái các bả bia trên đó đó chứ. à, vậy là em thấy là cái nguồn thức ăn là theo anh Minh chia sẻ là nó cũng khá là dồi dào cho cái con dê của Đúng mình. rồi, con dê thì nó Dạ. dễ ăn lắm, nó thức ăn nó Dạ. ăn gì nó tập nó cũng ăn hết. Con dê là nó ăn tất cả cả hàng trăm loại lá là nó đều biết ăn hết. Dạ. Mà ngoài ra cái thực phẩm mà tinh bột á, là nó vẫn ăn đầy đủ các loại nữa, nhà hàng hàm rượu, hàm bia nó vẫn ăn. À. Hàm bia, hàm rượu nó vẫn ăn ăn bình thường. Dạ. Nó vẫn vẫn cứ ăn tập cho nó ăn là nó ăn, rồi còn không thì mình nấu thêm cơm nó là bỏ nguội rồi ấy ra nó vẫn ăn nhiều được mà. Dạ, theo em quan sát á, thì em thấy cái đàn dê của mình á, nó rất là lông, rất là mượt, rất là đẹp, rất là khỏe mạnh. Thì nhiều khi chăn nuôi vậy á, thì có những cái bệnh gì mà nó quá phức tạp mà khiến cho con dê mình nó bị dễ chết không anh? Ý là con dê mà nó nếu mà nó bệnh thì có sợ là nó tụ huyết trung cấp thôi, là hoặc là bị chướng hơi, mà kiểu là nó chướng hơi thì nó cũng đơn giản, nhưng mà cái chướng hơi già cỏ nó mới nguy hiểm. Dạ. Tụ huyết trung cấp mà trong con dê là nó hay cũng hay bị thỉnh thoảng là tụ huyết trung trung cấp á. Dạ. Thì mình mổ con dê ra là trong cái ruột nó đỏ đỏ chấm đỏ chấm đỏ chấm đỏ, dạng như là bị nó xuất huyết đường ruột vậy đó. Dạ. Đó là cái đó là nó cũng mau chết. Mà còn hoặc là nó ăn mà thức ăn mà khó tiêu mà để cho nó ăn nhiều quá thì Dạ. nó cũng dễ chết, vì cái đó là nó cũng khó 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 làm cho nó tiêu được cấp tốc. Vì Dạ. là cái còn cái hơi mà chướng hơi bình thường á, mà nó do cái hơi mà nó chướng lên nó ép tim á, thì Dạ. cái đó thì cũng dễ trị thôi. Cái đó là chỉ mình nấu cho nó ít nước bồ kết với lại cho hòa thêm tí dầu lửa thôi, là À. mình cho nó uống một ít, còn lại là đổ bơm vô đít nó là nó ỉa đái là nó cũng hết. Vậy là nấu một ít nước bột kết. Nấu nước bồ kết xong mình hòa cho một ít dầu lửa thôi, có cái mùi dầu lửa nó cái dầu lửa mà hồi xưa người ta thắp đèn đó, Dạ. cái dầu dầu gọi là dầu Dầu hỏa đó. dầu hỏa đó, Dạ. dầu hỏa là gọi là dầu lửa hồi xưa đó, dầu hỏa đó là Dạ. mình hòa vô một tí nước, nên cho nước bồ kết đó là mình bơm lấy ống xà rành bơm vô đít nó nhiều vô, xong À. rồi cho nó uống một ít, lấy hút một cả nửa xà rành đó, xà rành nhỏ hút nửa xà rành cho nó uống, Dạ.
là nó ấy, chứ còn là vô có cái mùi bột kết với dầu lửa là làm con dê nó ở hơi ra. À. Nó ở hơi ra, với lại còn sau đít mình bơm vô là nó khó chịu, là nó mắc, là nó muốn ỉa ra, nó ỉa ra, ỉa đái được là nó xẹp bụng xuống là nó đỡ. Còn mà cái ăn mà nó no mà nó nằm trong cái giả cỏ là nó không tiêu được á thì cái đó mới khó. Dạ. Cái đó thì phải mua thuốc tiêu về chích. Dạ. Nó phải kéo dài 3-4 ngày là bỏ ăn, cho nên là mà nếu nó con nào mà có sức nó cầm cự được thì nó tiêu hết cái thức ăn trong đó thì nó hết. Dạ. Còn mà cái chướng hơi nhất thời mà mình không chữa kịp liền như vậy thì nó ép tim, vì cái hơi nó lên là ép tim nhanh chết lắm. Là nhanh chết. Nhanh chết, nhưng mà lại mình trị qua được cái là nó hết, là nó lại dạ, lại khỏi luôn. Vậy là anh chia sẻ là nên mua những cái con mà cái những con cái mà từ tơ nuôi lên. Dạ, chứ không nên mua những con mẹ mà đẻ một hai lứa rồi. Ý là đẻ nhiều lứa, một vài lứa thì người dân mới nuôi thì họ cũng không biết là đẻ bao nhiêu lứa đâu. Nhiều nhà người ta bán thì họ cứ nói là đẻ một lứa, hai lứa thôi. Dạ. Nhưng mà mình không sành dê thì mình cũng không biết là nó đẻ bao nhiêu lứa rồi đâu. Dạ. Cho nên là nên mua những cái con mới lên, cho nên là mình khi mình về mình vào nọc rồi nó sinh sản, ví dụ chẳng hạn như 10 con nó, nhiều khi mà nó đạt hết cả 10 á thì tốt. Mà còn mà 10 con mà nó đạt hết 7 con hay còn 3 con thì mình thải đi nó cũng không lỗ. Dạ. Mình được khi đó mình mới được chọn lọc lại, là từ mình có nuôi rồi mình mới chọn lọc được. Dạ. Đó, nó nuôi khi mình nuôi rồi mình mới chọn lại được, chứ còn mà giờ mình muốn đi mua mà được một con mẹ tốt liền thì cũng không có đâu, vì là cái con tốt thì họ cũng biết là họ để họ nuôi, họ lợi nhuận như thế nào thì họ cũng để họ nuôi hết rồi. Dạ. Chứ họ cũng không bán ra đâu. Dạ. Không trừ, dạy mà họ bán đúng không? Không dạy họ bán, còn mà họ bán cái kia thì mình nuôi mình thấy nó không ấy, cho nên là tốt nhất là ví dụ đáng mình mua 3 con mẹ. Dạ. Thì mình nên 3 con mẹ với số ký là chẳng hạn như là 1,5 tạ đi, thì mình nên mua là 5-7 con tơ là số ký cũng 1,5 tạ. Tuy nó đắt hơn thì ví dụ một chút xíu, chứ cũng không đắt hơn nhiều đâu, nhưng mà lại mình về mình lại có số nhiều con rồi, mình về mình nuôi mình thả, khi nó sinh sản được rồi thì mình lại chọn lọc lại. Yeah. Mình chọn lọc lại thì nó tốt hơn. Mà với lại cái tuổi đời nó đang còn trẻ thì mình kể cả có con nào mà không ra gì mình đưa ra thịt thì nó cũng giá cả nó vẫn còn cao chứ không có rẻ. Dạ rồi, thì đó là cái kinh nghiệm để mà khi mà chọn để mà nuôi. Còn về cái ngoại hình đó anh, thì ví dụ như một con cái tơ như thế này đi, thì về cái ngoại hình này, về những cái gì mà những đặc điểm tốt á thì nên chọn như thế nào ạ? Chọn những cái con giống thì mình trước hết thì mình phải chọn những cái vú của nó thì nó đều. Cái vú nó đều. Vú đều đẹp. Dạ. Chẳng hạn như là vú nó hai bên nó đều nhau. Dạ. Nó đẹp. Rồi cái hoa cái bướm của nó thì cũng phải chọn cho nó nở nang nó đẹp. Dạ. Rồi sau với lại còn tướng tá thì mình nhìn nó nở mông nở cổ thì nó cân đều con dê thì nó đẹp thôi. Dạ. Thì sau này chắc chắn là mình nuôi thì nó sẽ lớn thì nó sẽ đẹp thôi. Dạ. Ý là nó cứ cân đều được thì nó đẹp thì nó ấy thôi. Còn mà mình về nuôi thì căn bản là cũng mỗi người tùy theo cái cách nuôi họ khác nhau. Có nhiều người thì họ nuôi thì họ chăm được thì con dê nó càng ngày càng phát triển. Mà nên nuôi, đã không nuôi thôi, cho nuôi thì phải chăm. Dạ. Do vì là mình bỏ bê, không phải là mua cho có rồi về vứt cái lá cho có cho nó ăn thì rồi lần lần nó không đủ chất dinh dưỡng thì nó sẽ gầy lần thì nó sẽ sinh ra bệnh này bệnh kia, rồi nó sẽ khi đẻ con thì nó sẽ bị chết hay là bị này bị nọ. Dạ. Nó thiếu chất, với lại gặp trời khí hậu mà nó không được đẹp nữa thì nó lại sinh cái này bệnh kia ra, rồi bắt đầu là con dê nó suy sụp lần, là khi mình bán là nó vừa mất giá mà nó vừa lại lộ cái ký, mình mua nuôi nó không phát triển được lại lộ cái ký nữa. Dạ đúng rồi. Thì đó các bạn, trên đây là những cái chia sẻ, những cái kinh nghiệm rất là thật tâm của anh Minh về cái cách làm chuồng này, cũng như cách chọn con giống và cách trị bệnh của nó. Thì mong qua cái video này á, thì các bạn nào nếu mà có thể sở thích, am mê, khởi nghiệp từ cái mô hình nuôi dê thì các bạn có thể tới đây tham quan như mình nè, trò chuyện với anh Minh. Và ảnh trang trại của ảnh thì cũng rất là bài bản, và cái số lượng con giống á
thì mình thấy cũng rất là nhiều. Các bạn có thể tới đây rồi để mà trò chuyện, rồi cũng như học hỏi những cái kinh nghiệm từ ảnh. Ảnh sẽ chia sẻ rất là thật lòng các bạn. Ngoài ra thì chuồng trại của ảnh cũng rất là nhiều dê, các bạn có thể tới đặt mua con giống từ ảnh. Cái số địa chỉ, cái số điện thoại mình sẽ để trên màn hình cũng như là dưới cái phần link mô tả. Các bạn có thể kéo xuống để xem cái địa chỉ cũng như cái số điện thoại của ảnh, và có thể liên hệ trực tiếp để mà trò chuyện cũng như là đặt mua con giống từ ảnh ha. Đó, còn cái về khâu làm chuồng á, thì hồi nãy ảnh có chia sẻ là từ chiều cao mặt sàn lên đến mái thì khoảng là 2,5 m để đảm bảo cái độ thông thoáng cho chuồng. Cái khoảng cách mà cho dê thò đầu ra ăn này thì khoảng 16 phân thôi, để mà cho con dê nó vừa đủ thò cái đầu ra ngoài nó ăn, nhưng mà nó không có chui ra ngoài được. Còn phía dưới đây thì là khoảng là 7 phân đến 8 phân một cái thanh như vậy, để tránh con dê ăn xong nó nằm rồi khi mà dê nó đẻ dê con ra các bạn thì nó không có chui được ra bên ngoài. Còn dưới cái phần sàn thì khoảng là các bạn rải là rải đà gỗ nè, khoảng 50 phân một đà để mà chịu lực tốt nhất, và những cái thanh la phía bên trong để làm cho cái phân nó lọt xuống thì khoảng một đốt ngón tay, tương đương từ khoảng 1 phân đến 1,5 phân cho một cái đốt như vậy. Còn chiều cao từ cái hố chứa phân lên đến mặt sàn thì khoảng từ 1 m đến 1,2 m để mà có cái không gian sau này mình có thể là dọn chuồng hốt phân cho nó tiện. Và cái cuối cùng nữa là cái hố chứa phân ở dưới nền đất này, các bạn không nên là láng nền mà để nền đất thôi, để cho cái nước đái của con dê nó rút xuống cái nền đất mà nó không có bốc lên gây sổ mũi cho con dê. Còn những cái trụ này thì để tiết kiệm chi phí thì các bạn dùng những cái ống nhựa khoảng 140 hoặc là to hơn một xíu, rồi các bạn đổ bê tông chừa những cái thanh V, thanh sắt lên để làm sắt chờ. Sau đó thì các bạn sẽ hàng những cái ống 60 như thế này các bạn. Đó, hàng những cái ống 60 lên để mà làm cái trụ cho nó. Cái chiều rộng này thì khoảng là 5 m, 6 m gì đó. Còn bề ngang thì khoảng 2,2 m. Hai bên thì các bạn bố trí hai cái máng ăn như thế này để mà có thể ăn đằng trước và ăn đằng sau. Phía ngoài đây thì các bạn chừa một cái lối đi như thế này để mình tiện bỏ cỏ, bỏ cám, bỏ lá cho nó ăn, cho nó tiện. Và theo mình đánh giá, cái kiểu mà làm chuồng dê bố trí hai máng ăn như vậy á, thì nó sẽ tiết kiệm được cái diện tích và cái mật độ nuôi. Ví dụ như các bạn bố trí mà một máng ăn thôi thì tất cả một chuồng như vậy 40 con dê thì nó chỉ tụ tập ra ở đằng trước nó ăn được, và cái mức độ tranh giành thức ăn của nó rất là cao. Khi mà các bạn làm hai cái máng hai đầu như thế này á, thì nó sẽ chia đều cái lượng dê ra để mà ăn. Thì đó là cái một cách làm chuồng dê rất là hiệu quả. Còn phía dưới cái hố phân này thì nếu các bạn mà địa phương các bạn có nhiều người mua phân dê thì các bạn có thể hốt bán với giá là, ở tại Đắk Lắk thì anh Minh chia sẻ là bán 70.000 một bao. Còn nếu như các bạn ở nhà các bạn mà có thể nuôi cá, nuôi gà, nuôi vịt thì các bạn có thể tận dụng cái phân này đó các bạn, để nuôi trùng quế này hoặc là ruồi lính đen, để mà vừa giải quyết cái phân mà vừa lấy được con trùng quế hoặc là con ruồi lính đen đó làm thức ăn cho cá này, cho gà, cho vịt, rất là hiệu quả các bạn ạ. Thì trên đây là những cái chia sẻ về cái mô hình nuôi dê cho các bạn nào mà muốn yêu thích khởi nghiệp từ con dê, có thể tìm hiểu thêm để mà nắm vững được cái kỹ thuật nuôi sao cho nó đạt, sao cho nó hiệu quả. Cái số điện thoại và địa chỉ thì mình sẽ để trên màn hình ha, để cho các bạn có thể theo dõi anh Minh và trò chuyện với ảnh. Và anh Minh ơi, cho em hỏi thêm một chút nữa là khi mình nuôi con dê như thế này á, là nuôi nhốt hoàn toàn như thế này nó tốt hơn hay là mình có phải làm cầu thang cho nó đi ra ngoài không anh? Ý là cái đó là cũng tùy của diện tích của chuồng của mỗi nhà thôi.
Dạ. Nếu mà diện tích người ta hẹp muốn cho nó có cái một cái sân chơi thì họ làm cầu thang cho nó xuống dưới, nếu mà xuống phơi nắng được thì cũng tốt. Dạ. Còn không thì nếu mà làm thì chuồng mình nó lại có một cái ánh nắng rồi, chiều hay là sáng gì đó nó rọi vô cả tầm một tiếng đồng hồ rồi thì mình không cần phải cho xuống cũng được. Dạ. Nếu mà mình nuôi được số nhiều mà cho đứng trên chuồng thì quanh năm suốt tháng cũng được. Nhưng dạ. mà nó lâu lâu nó phải có một ngày, ví dụ có mùa nắng thì có phải có cái ánh nắng nó rọi vô một tí, hoặc là mình nếu mà không có ánh nắng rồi thì mình phải cho một tấm tôn sáng để cho nó có nhiều cái chất, có con dê nó vẫn có cái thiếu cái chất nắng, nó có một cái vitamin gì đó nữa. Dạ. Nó đỡ phải gây bệnh tật hơn. Dạ. Như phía kia đó các bạn, thì anh Minh là mình thấy làm một khoảng hở kia kìa để mà ánh nắng nó lọt vô, cái ánh sáng nó lọt là vô được. Buổi chiều là cái hướng tây về là mặt trời nó rọi qua tới bên này luôn nhé, nó rọi khi nó về tới đó là cả tầm 1 đến 2 tiếng là cái chuồng vẫn nắng. Dạ. À, là nó sẽ hấp thụ được cái ánh nắng, nó tốt hơn sức khỏe cho con dê. Có thêm hấp thụ, trong một ngày nó có cả 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ nó hấp thụ được cái ánh nắng thì nó vẫn tốt hơn. Dạ rồi. Em thông qua cái video này đã chia sẻ cho quý anh chị cũng như bà con tìm hiểu thêm được cái kỹ thuật nuôi dê giúp còn cho bà con mình. Mà không có ánh nắng thì mình nên bỏ cái tấm tôn sáng, tôn loại tôn sáng thì bỏ cứ một gian mình bỏ 1-2 tấm để nó có cái ánh nắng nó rọi xuống trong ngày thì nó. Dạ rồi, em cảm ơn anh đã có những cái chia sẻ đó với bà con, thì chúc anh với lại chị ngày càng phát triển cái mô hình nuôi dê của mình. Và trong kênh của em thì cũng khá là nhiều khán giả quan tâm đến cái mô hình nuôi dê này. Nếu mà họ có thể quan tâm, họ điện thoại về cho anh thì anh có thể giúp đỡ họ, cũng như chia sẻ những kinh nghiệm và cung cấp cho họ những cái con giống có chất lượng để về giúp cho bà con mình nuôi để phát triển kinh tế ha. Dạ, thì cái đó thì cũng muốn chia sẻ cho bà con chăn nuôi nó tốt hơn thôi. Dạ. Càng ngày càng phát triển cùng nhau thì chăn nuôi thì càng tốt chứ có sao đâu. Dạ rồi, em cảm ơn anh đã tạo điều kiện giúp cho em có thể làm video này để chia sẻ với quý bà con. Thì nếu anh chị nào nếu mà yêu thích cái mô hình thì có thể liên hệ anh Minh ha. Còn mình bây giờ mình xin được tạm dừng cái video ở tại đây. Nếu các bạn thấy video của mình hay và ý nghĩa thì hãy nhớ like và subscribe kênh để theo dõi nhiều video hay hơn về các chủ đề khởi nghiệp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.